cư dân Lộc Hưng đã đăng ký nhận tiền hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Trong tuần qua, hầu hết các hộ dân ở vườn rau Lộc Hưng đã đăng ký kê khai để nhận tiền hỗ trợ của thành phố nhằm trở lại với cuộc sống ổn định. Trong khi đó, các hộ cực đoan hơn vẫn tiếp tục thay đổi việc khiếu kiện và giới chống đối vẫn tiếp tục làm truyền thông rằng cư dân vườn rau đang rơi vào cảnh khổ cực, không lối thoát. Những tiến triển trong vụ việc này đến từ chính sách hợp lý của chính quyền địa phương. Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình cho biết, tính đến ngày 21 tháng 1 năm 2019, đã có 65 trên 73 hộ dân vườn rau đồng ý kê khai để nhận kinh phí hỗ trợ. Ủy ban đã cấp hỗ trợ cho 18 hộ trong số đó, với tổng số tiền tương đương 17 tỷ đồng. Ngoài ra, theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, mỗi hộ vừa nêu cũng nhận được phần quà Tết trị giá 6 triệu đồng do đồng thuận với chủ trương của chính quyền kê khai trước Tết Nguyên Đán. Khi trả lời phỏng vấn đài RFA tiếng Việt, ông Hà Cao Chánh, người cầm đầu nhóm cư dân khiếu kiện, đã không phủ nhận thông tin vừa nêu. Tuy nhiên, ông Chánh cho biết, trong 170 người từng ký đơn vào đơn khiếu nại, đa số vẫn từ chối nhận tiền hỗ trợ, chỉ có 1-2 người bỏ cuộc. Thông tin ông Chánh đưa ra có phần không chính xác, vì Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình cho biết, đơn khiếu kiện đề ngày 17 tháng 1 của 166 người, nhưng số chữ ký thực tế là 114. Chỉ có 38 hộ liên quan đến 61 thửa tại khu vườn rau. Có người ký 8 lần, có 2 người không liên quan nhưng vẫn ký. Song song với việc đền bù, quận Tân Bình cũng công bố danh sách 5 người cầm đầu, kích động, xúi giục người dân khu vực vườn rau Lộc Hưng chống đối là Cao Hà Chánh, Cao Hà Trực, Trần Quốc Tiến, Vũ Văn Bảo, Trần Minh Thoa. Cùng ngày 21 tháng 1, cơ quan chức năng đã cấm mốc từng thửa trong khu đất vườn rau nhằm khôi phục hiện trạng thửa đất như trước khi xây dựng nhà trái phép. Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình cho biết, nếu có trên 80% số hộ dân đồng thuận, quận sẽ triển khai ngay các gói thầu thi công dự án cụm trường học đạt chuẩn quốc gia. Trước những diễn biến trên, nhóm cư dân khiếu kiện và 17 luật sư đại diện cho họ đã đưa ra hai lập luận phản bác. Thứ nhất, họ nói rằng chính quyền địa phương không chỉ tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 như thông báo, mà còn thu hồi sai quy định đất đai của các hộ dân ở đây, bao gồm các hộ chỉ trồng rau chứ không xây công trình. Thứ hai, dựa trên thông tin mà báo Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra, rằng Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chỉ có giấy chứng nhận quyền sử dụng 4,08 hectare đất trong khu vườn rau Lộc Hưng, rộng 6,8 hectare. Họ nói rằng cư dân Lộc Hưng xứng đáng được cấp quyền sở hữu 2,7 hectare đất vô chủ còn lại, do đã có nhiều năm canh tác trên phần đất đó. Dù hai lập luận phản bác trên có giá trị tham khảo nhất định, cũng cần lưu ý rằng từ tháng 11 năm 2001, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định giao toàn bộ khu đất vườn rau, gồm cả phần đất vô chủ cho Bưu điện thành phố. Từ đó đến cuối năm 2018, nhóm cư dân đã dựng hàng rào, cản trở người thi hành công vụ để chống đối quyết định của thành phố, đồng thời thu lợi nhuận phi nông nghiệp từ khu đất vườn rau. Bất chấp những diễn biến tích cực vừa nêu, đa phần giới chống đối vẫn làm truyền thông rằng cư dân vườn rau đang rơi vào cảnh khổ cực, không lối thoát. Trong khuynh hướng này, họa sĩ Nguyễn Thịnh quay lại cảnh Phạm Đoan Trang và Phạm Thanh Nghiên hát bài giọt nước mắt cho quê hương bên bóng đồ đạc thường dùng ở vườn rau để cho khán giả thấy sự hy sinh, quyết tâm và yêu thương của những người này khi họ sống trong hoàn cảnh bi quan, khủng khiếp. Như vậy, các diễn biến mới của vụ việc đã phủ nhận thông điệp tuyên truyền của giới chống đối rằng cư dân Lộc Hưng đang bị dồn vào thế đường cùng. Chúng cũng cho thấy những gương mặt chống đối như Phạm Đoan Trang, Phạm Thanh Nghiên đang không có chung lợi ích với đa số cư dân Lộc Hưng. Họ tiếp tục tận dụng vụ việc này để đánh bóng cho bản thân và kích động độc giả chống chế độ, trong khi hầu hết cư dân Lộc Hưng đã tiếp nhận gói hỗ trợ mà chính quyền địa phương đưa ra. Trong khi họ tự mô tả mình như những người giàu sự tha thứ và yêu thương, ta sẽ chẳng tin được điều này nếu đọc được những dòng viết gần đây của họ. Sóng truyền thông số 4.